Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Hôm nay tôi sẽ đến nhà anh Đào Việt Hà, đang là khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe Hàn Quốc của siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Các bạn hãy cùng tôi và thăm nhà anh Hà nhé. Chào anh. Xin chào các bạn, tôi đang ở nhà của anh Hà, là người đang trực tiếp sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe Hàn Quốc. Và bây giờ tôi sẽ xin một số cảm nhận của anh khi anh sử dụng sản phẩm này. Chào anh Hà. Vâng, chào chị ạ. Vâng, anh cho em hỏi là trước khi anh sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe và sau khi anh sử dụng thì sản phẩm thuốc chống say xe của siêu thị trực tuyến corashop24h thì anh cảm thấy như thế nào? Trước đây thì mình là một người phải di chuyển rất nhiều liên tục tại vì quê mình ở xa ấy. Nên là mỗi lần về thăm nhà, về thăm bố mẹ mình thường gặp những cái triệu chứng say xe. Trên quãng đường đi 7-8 tiếng thì như vậy rất là mệt. Thế sau khi anh sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe này thì anh cảm thấy người như thế nào? Sau khi sử dụng cái sản phẩm thuốc chống say xe này thì mình cảm thấy cái quãng đường đi nó không còn mệt mỏi nữa, không còn cái hiện tượng say xe gì nữa. Tức là lúc mình về nhà mình cũng cảm thấy thoải mái hơn chứ không còn cảm giác hoa mày chóng mặt hay là đau đầu đúng không? Vâng đúng ạ, những cái triệu chứng như vậy thì nó đều mất hết ạ. Vâng, không biết là bây giờ anh còn thuốc ở nhà? Còn ạ, ở đây mình còn một vài sản phẩm ở đây. Vâng, anh đang dùng thuốc của hãng Snell ạ. Vâng, thì lúc anh dùng thì anh cảm thấy vị của nó nào có khó uống không ạ? Hay là có uống nó có khó không hay là nó rất là dễ uống ạ? Thực sự thì mình cảm thấy cái sản phẩm này rất là dễ uống tại vì nó là dạng siro và có vị ngọt ngọt và dễ uống chị ạ. Giống như là thuốc trẻ em đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Chúng tôi ở bên siêu thị trực tuyến corashop24h có nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ phía anh, thì không biết là anh mua chỉ dành cho những chuyến đi công tác về thăm gia đình hay là còn mua cho bạn bè người thân hay là như thế nào? Thực sự là sau khi sử dụng xong cái sản phẩm này mình thấy rất là hiệu quả. Và mình có chia sẻ cho một số người bạn của mình. Những cái chị ở công ty lúc đầu cũng rất là say xe. Sau khi sử dụng xong cái sản phẩm này thì thực sự thấy hiệu quả đấy, là những chị đặt rất nhiều vậy. Vâng, thật là hữu ích ạ. Vâng, thưa các bạn, vậy là các bạn vừa nghe những chia sẻ của anh Hà về những cảm nhận của anh khi sử dụng sản phẩm thuốc chống say xe Hàn Quốc của siêu thị trực tuyến corashop24h.com. Để đặt hàng hay cần tư vấn thêm về sản phẩm thuốc chống say xe hay là bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc, các bạn có thể truy cập vào website corashop24h.com hoặc là liên hệ với hotline của chúng tôi theo số 0904886428 để được tư vấn và mua hàng. Cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn anh vì những chia sẻ của anh và chúc anh thành công hơn trong cuộc sống ạ. Cảm ơn chị ạ.